Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con Motorola S cộng năm 2023 các bác nhé. Thì con này nó đã chạy chip 8 Gen 2 rồi, bộ nhớ trong là 512. Tuy nhiên ấy, thì RAM nó chỉ có 8GB thôi. Nhưng được cái là pin nó 5100 các bác nhé, rất là trâu luôn. Thì cái con này nó ra đời cùng thời với con S23 Ultra ấy. Thì S23 Ultra thì pin 5000 thôi. Và giá của S23 Ultra bây giờ hiện tại là nó tầm khoảng 16-17 triệu cho cái hàng Line New như này các bác nhé. Tuy nhiên ấy, con này thì giá nó chỉ có khoảng 9 triệu rưỡi thôi. Thì con này em có bán cho các bác nhé. Thì con này em cũng có một cái clip trước đây rồi, thì các bác có thể xem lại nó chi tiết hơn. Thì cái clip này em chỉ cho các bác xem lại cái ngoại hình của con này nó như nào thôi, để các bác dễ lựa chọn thôi. Thì đây là cái mặt sau này. Cái mặt sau thì nó hoàn toàn không có vết xước nào cả. Đấy, cụm cam này các bác. Đó. Cụm cam rất là đẹp luôn, không hề có vết xước nào cả. Đấy, 50mm các bác nhé. Đó. Không hề có vết xước nào cả. Đó. Và đây là cái cạnh dưới này. Em đang quay bằng con V60 các bạn, đang quay 4K luôn nhưng mà không hiểu sao nó nhiều khi nó không lấy nét được. À, quay lại nào. Đó, đây các bác thấy không? Cạnh dưới nhá, nhưng không có vết xước nào cả. Rồi. Đây là cạnh trái này. Đó, không có vết xước nào luôn các bác nhá. Và đây là cạnh trên này, cạnh trên cũng vậy. Cạnh trên cũng không có vết xước nào cả các bác nhá. Rất đẹp luôn. Còn đây là cạnh phải đây. Cạnh phải cũng thế nhá, không hề có vết xước nào cả. Đó. Còn đây là cái màn hình. Thì các bác yên tâm nhé, cái màn hình này cũng không hề có vết xước nào cả. Đây, hoàn toàn các bác xem. Không hề có vết xước nào cả các bác nhé. Đây, sẽ mở hẳn cái màn hình ra. Đây, thì đây là cái tên của con điện thoại này đây. Đó. Thì cái con điện thoại này em thấy là cái thiết kế của nó cũng rất là ổn rồi. Màn hình đục lỗ, và tuy nhiên ấy thì chỉ có mỗi cái là cái cạnh dưới này nó sẽ hơi dày hơn cạnh trên một chút. Đó, thực sự là nó cũng chưa có đều. Đó. Thì cái con này nó chỉ có một vết xước nhỏ xíu ở đây này. Nếu như mà em mà không nói ấy, thì nhiều khi là các bác có khi là về các bác cũng không biết luôn. Đây đây, chờ chị, nó hơi lấy nét hơi kém đây này. Ở chỗ góc này này, nó bị xước một chút xíu chỗ này này. Đấy, thấy không? Đó, đó, nó bị xước một xíu thôi. Em lau đi xem nào. Khá là khó nhìn các bạn. Nó lấy nét không được tốt. Đấy, 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 nó bị hơi phẩy phẩy một chút thôi. Đấy, nó chỉ bị một cái nốt này thôi các bạn nhé. Còn ngoài ra thì nó như thể là new rồi, không hề có vết xước nào cả, cho nên các bác yên tâm. Thì anh em nào ấy mà cần một con máy mà nó ổn định, mà nó hiệu năng tốt, giá thì tốt, giá con này thì như thế là rất là tốt rồi. Chip 8 Gen 2 mà bây giờ giá tầm 9 triệu rưỡi thì rất là ổn rồi. Cho nên là các bác nào cần con này thì liên lạc em ở số góc màn hình này các bác nhé. Cái con này nó sẽ đi kèm bộ sạc các bác nhé. Thì bộ sạc con này nó chỉ có bộ sạc 18W thôi, chứ không phải là sạc 68W như con này nó có thể đạt được nha các bác nhé. Con này là có thể sạc được 68W đấy các bác. Tuy nhiên thì bộ sạc theo máy của nó ấy, là vẫn là bộ sạc của Motorola các bác nhé, nhưng mà nó chỉ có 18W thôi. Rồi, ok các bác. Bạn nào cần thì liên lạc em ở số góc màn hình các bác nhé. Ok, chào các bác.